Ok, hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ reaction một cái video Minecraft có tên là Hoàn thành hết tất cả các thành tích trong Minecraft phiên bản 1.18. Như các bạn đã biết thì mình đã có reaction vài cái video như vậy rồi. Và toàn là những phiên bản cũ đúng không? Nhưng mà đây là phiên bản 1.18 thì mình chưa có xem. Và mình sẽ xem video này cùng mọi người để xem là phiên bản 1.18 sẽ có những cái thành tích gì mới. Và anh YouTuber này thì khỏi nói ha, làm về cái series này cực kỳ hay luôn. Mấy lần trước thì coi rất là thỏa mãn con mắt mọi người. Và lần này thì mình mong là anh ấy sẽ làm hay hơn lần trước. Rồi, không dài dòng nữa thì mình sẽ cùng các bạn bắt đầu xem cái video hoàn thành hết tất cả các thành tích này nha. Anh ấy đang spawn ở một ngôi làng tuyết mọi người ạ. À, và trời rất là đẹp luôn. Wow, mấy ông dân làng chắc đi ngủ hết rồi. Và anh này sẽ đi ngủ luôn hả? Mình cứ tưởng là sẽ đạp lên cái bàn đạp gỗ rồi bắt đầu chứ. Thành tích giấc ngủ ngon. Rồi bắt đầu đạp lên. Ủa, khoan, chưa đạp các bạn à. Chặt gỗ trước cái đã. Đây là cái cục gỗ bao bọc vỏ xung quanh này. Ừ. Anh này gọi là tạo ra hết rồi, sau đó làm mọi người. Cũng khá là hay á. Ui. Đạp lên mấy cái tấm thảm đá mà được hết tất cả mọi thứ luôn này, sắt, đá rồi đồng. Rồi đầy đủ luôn rồi. Vãi ạ. À, đúng nhanh luôn. Bỏ vô. Kiểu làm nhanh đó mọi người. Chế tạo block đồng, rồi chế tạo áo giáp sắt để lên thành tích lên đồ. Đó, ui. Hơi nhanh cực kỳ luôn á mọi người ạ. Rồi thành tích cấp sắt. Rồi có khiên luôn. Đỡ con scare, dễ gì bắn hạ được ta đúng không? Cái thành tích đó mình làm rất là nhiều lần luôn rồi. thành tích mặt ong mọi người ạ. Buộc sắp ong lên và đánh vô cái block đồng. Easy. Rồi sau đó là thành tích đi mai. Hang pha lê. Đẹp vãi nồi à. Đúng là phiên bản 1.18 ha. Mỗi phiên bản có một thứ mới mọi người ạ. Dạ, cái loot kép nè mọi người, đẹp cực kỳ luôn. Cái này trong phiên bản chính thức mình chưa tìm ra được, nhưng mà mình sẽ cố gắng mọi người ạ. Azolot hiếm kìa. Ôi, thật sự luôn hả? Anh này tạo ra được Azolot hiếm mọi người ạ. Wow, đẹp. Thật sự trong Minecraft mình cũng muốn có một con Azolot hiếm lắm mọi người ạ. Khó quá. Cái đó phải dùng lệnh thôi, hoặc là may mắn lắm mới được sinh ra được cái con Azolot hiếm đó. Rồi thành tích lên đồ kim cương. Rồi thành tích enchant. Xong vài cái thành tích cực kỳ nhanh luôn. Múc lava. Rồi thành tích gì nữa đây? À, cửa Striker ở ngoài Outwork mọi người ạ. À, thành tích mới nha. Anh này đang làm những thành tích mới trong Minecraft. Thành tích này có tên là gì ta? Mình cũng không biết nữa. Tiếng Anh là bó tay luôn. Nói chung là đi ngoài đây y như trong địa ngục á, kiểu vậy á. Thành tích phiên bản 1.18 nha mọi người. Cửa Striker ở ngoài Overworld. Một trong những thành tích mình thấy cũng khá là hay á. Trao đổi dân làng trên trời. À, thành tích mới mọi người à. Wow, trao đổi dân làng trên trời à. Ui, thành tích rơi từ trên trời rơi xuống này. Wow, thành tích rơi từ trên trời rơi xuống hang sâu á, hơi bị khó luôn. Ui, thành tích nghe nhạc mới hả? Ai da, cái gì vậy? Tại sao lại châm lửa vào người? À, thành tích nghe nhạc bình thường hả? Đây là bản nhạc mới trong Minecraft này. Ui, bây giờ mình mới biết á mọi người. Ui, chóng mặt vãi. Anh này quay vòng tròn chóng mặt cực kỳ luôn. Thành tích vô địa ngục. Nói chung là anh này đang làm những cái thành tích mới trước. Rồi mấy cái thành tích mà cũ ấy, thì làm sao. Cũng khá là hay cho mình biết những cái thành tích mới. Wow, anh này chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Xịn vãi à. Thành tích mai mấy khoáng sản cổ đại. À, thành tích chế tạo phô netherite hả? À không, không không có thành tích này. Thành tích trả lại người gửi này. Cái thành tích gas đó hơi bị khó luôn á. Anh này chuẩn bị nên có thể làm dễ dàng, còn mà mấy bạn làm cho Minecraft thì nó hơi khó. Thật luôn. Anh này đang nói gì vậy? Anh đó đang nói gì đâu nhưng mà mình không biết, đâu có nói lên tiếng đâu. Thành tích tiêu diệt Viderbot. Với lại là quy lửa. Cái gì vậy? One Punch Man à. Ok. Đèn hiệu này. Chù. Tuyệt vời. Kết hợp cái hồi sinh 4 block là thành công. Cho Hotlin sinh sản. Ôi, sinh sản có nên đánh người ta gì không trời? Nói thật nha, cái video này hơi bị dài đó mọi người, hai mươi mấy phút.
Ôi kinh khủng thiệt, nhưng mà 20 mấy phút mà làm hết tất cả các thành tích cũng rất là hay rồi đó. Nhưng mà này kiểu chuẩn bị hết thôi, chứ trong Minecraft mà 20 mấy phút mà làm hết thành tích á, chưa có ai đâu nha mọi người. Không phải các bạn hiểu mình nói không, có nghĩa là chơi sinh tồn bình thường á, chứ không phải là chuẩn bị như này. Chuẩn bị như này thì anh này 20 mấy phút đã làm hết rồi đúng không? Thành tích khó nữa này mọi người, thành tích uống tất cả các thuốc, anh không phải uống mà là có tất cả các hiệu ứng thuốc, kể cả cái hiệu ứng su cơ. Trời ơi, cái thành tích này mình có làm thành công rồi nha. Mình cứ tưởng là không làm được nhưng mà wow, mình đã cố gắng làm được ở trong cái sinh tồn mà lúc mình chơi trên livestream á mọi người. Mình giảng su cơ từ The End về. Rồi, không tin đúng không? Nhưng mà những bạn theo dõi lúc đó thì chắc chắn là biết rồi. Trời, chóng mặt. Các bạn thấy chóng mặt như mình không? Ui. Cuối cùng cũng xong. Đi 1.000 block vào trong địa ngục. Tuyết lúng. Tuyết lúng đúng rồi, dùng cái giày á mang vô là hoàn thành được cái thành tích này. Đó. Mai mốt mình cũng làm cho mọi người xem. Thành tích cứu dân làng khỏi cái trời vãi ạ. Nói cứu cái dân làng chết queo. Nói chung là cái thành tích đó là khi các bạn để cái thành tích chở dê là khi các bạn để cái cục thu lôi gần dân làng mà sấm sét đánh xuống cứu dân làng á, là hoàn thành được thành tích đó, cũng khá là khó á. Nếu mà các bạn có đinh ba sấm chớp thì nó dễ, còn các bạn để sấm sét tự nhiên nó đánh vô thì nó hơi khó. Biến dân làng thành phù thủy. Thành tích tiêu diệt hết tất cả các mob. Cái này làm hơi bị nhiều rồi đúng không? Đây. Kiểu anh này hụt rồi, lần này bắn hụt. Thề luôn anh này bắn cũng hơi bị dởm luôn á, kiểu chuẩn bị trước rồi. Đấy các bạn này, bắn hụt. Các bạn nhớ cái phiên bản lần trước không? Phiên bản 1.17.1 hay sao á. Anh này bắn cung mà mù con mắt luôn. Nhưng mà lần này thì chuẩn bị kỹ kỹ xíu rồi. Bắn cũng khá là nhanh. Không biết lát nữa đánh với dân làng ác thì nó sẽ như thế nào. Kiếm One Punch Man, kiếm đánh một cái chết luôn này. Rất là nhiều mob cho Minecraft. Cái gì vậy? Anh ấy quên cái gì đó mọi người ạ. Cũng có vụ quên đó hả? Đánh lại. Ủa, tại sao lại đánh lại ta? Hình như nó mắc vài con mob thì phải á, cho nên anh này phải ấn lại một lần nữa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thấy chưa? Bảo sao nó mắc vài con mob. Chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn bị lỗi một xíu nha mọi người, thông cảm cho anh này. Ui hai con Winner. Nhưng mà vẫn đánh một cái chết. Thành tích sử dụng tơ tằm, thành tích trao đổi với dân làng, thành tích triệu hồi của Lâm đúng không? Đấy biết ngay. Thành tích cứu dân làng. Rồi phải đợi nữa này, thành tích này phải đợi mọi người. Hãy xong. Các bạn mà không đợi là nó không có hiện thành tích lên đâu nha. Lần trước mình cứu cũng vậy, mình không biết á, mình cứu xong cái đi luôn cái nó không hiện thành tích lên cho mình. Thành tích bắn dân làng rồi bắn Phantom luôn. Phải canh chuẩn các bạn à. Đó. Cái thành tích bắn Phantom này mình đã làm 2 lần rồi và nó khá là khó mọi người, là thực sự luôn. Các bạn biết không, là phải bắn con Phantom mà một lần chết hai con hay ba con rồi đó, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà rất là khó luôn. Bắn một con bằng nỏ đã khó rồi, lần này phải canh ba con nó bay tới cùng lúc rồi bắn. Lần này cái trận chiến với dân làng nó khá là đẹp á mọi người. Nó khác với lần trước đúng không? Lần này bắn cung ổn hơn rồi đó. Ui. 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 Anh này bị sáo rồi người. Quay, tịnh tâm mù mắt mọi người, thật sự đứng gần bên luôn ấy. Ổng cứ tưởng là có thể bỏ cái lá cờ đeo lên người giống dân làng rồi à. Thôi kệ đi, anh này bắn cung vãi nồi thiệt chứ. Rồi bắn bắn cung này mọi người. Gần thì không nói đó, gần bắn hung. Bắn nhanh mọi người ạ. Ok, tiếp tục tiếp tục. Bên đây nha, cái chỗ trận chiến dân làng nó hơi khó một xíu. Sao lúc nào đánh với dân làng nó cũng lâu rồi ta. Nhưng mà lần này thì anh ấy có trang trí mấy cây thông nhìn nó đẹp hơn này. Đấy các bạn thấy cây thông Giáng sinh không? Ui, rồi xuống hố là bà hết rồi. Cái cách anh này di chuyển con chuột á, mình cảm giác nó hơi chóng mặt á, bạn nào thấy giống mình không? Ok, đã xong nhiệm vụ chiến đấu.
Easy. Rồi tiếp tục. Nhiệm vụ gì đây? À, ủa nhiệm vụ trao đổi xong rồi mà. Giảm giá hả? À, cho mình xem những cái giảm giá trong Minecraft. Rồi nhiệm vụ tiêu diệt gát ở ngoài Overworld. À, không, ngắm nhìn gát xong tiêu diệt. Ok, hai cái nhiệm vụ. Rồi nhiệm vụ ngắm con quẹt này. Nhiệm vụ ngắm Reminder nữa. Nhiệm vụ phiên bản 1.17 á. Nhiệm vụ ghi bản tên bằng cái bột phát sáng. Cái túi một phát sáng chứ mình nhầm. YouTube B. YouTube B á. Ngày xưa mình gọi đọc là vậy đó mọi người, YouTube B. Hồi xưa các bạn đọc như nào, bây giờ đọc là YouTube là đúng rồi đúng không? À, không sai đúng không? Hồi đó đọc là YouTube hoặc là YouTube B. Cảm giác mình chỉ trâu vậy. Rồi, thành tích đi hết tất cả các biome trong Minecraft. Và các bạn cũng biết là Minecraft 1.18 thì nó sẽ có những cái biome mới mà đúng không? Mà anh này kỳ công thật ha. Mỗi cái phiên bản anh ấy đều làm được hết, với lại là mình thấy anh này xây cũng khá là đẹp á. Rất là đã luôn. Để sẽ mở hết tất cả các khu vực trong Minecraft. Rồi, xem qua nhiệm vụ mới nha, nhiệm vụ sáp ong. Rồi thu thập mật ong, cắt sáp ong rồi bỏ lò lửa dưới tổ ong thu hoạch. Trời, sao nhiều nhiệm vụ mà đau đầu luôn á mọi người. Nhiệm vụ bắt Axolotl. Nhiệm vụ câu cá. Công việc đầy mùi cá nha mọi người. Mình không hiểu tại sao con cá nó trước mặt như vậy mà nó không dính câu, trong khi đó những con cá không xuất hiện nó lại dính câu. Game. Rồi dính câu thế là được cá hồi. Và thành tích triệu hồi Axolotl ra đúng không? Nhiều bạn bảo là cái thành tích này là lần trước YouTuber này làm không được mà mình làm được. Tại vì anh ấy làm bị lỗi á mọi người ạ. Lần này thì khác nè, lần này thì không lỗi nữa đâu. Thấy chưa? Ủa vẫn chưa xong kìa. Cảm giác anh này làm nó lỗi lỗi sao mọi người. Lần trước các bạn nhớ mình dắt Axolotl tới cái đền thờ không? Cực kỳ easy đúng không? Chỉ cần cho tụi Axolotl cắn cái là xong luôn. Ủa không được luôn kìa. Ôi tính ra này làm cái thành tích này hơi bị lâu luôn á. Ôi cái thành tích này. Rồi xong rồi kìa. Cứ tưởng không được chứ. Vãi à. Rồi thành tích cuốc đất. Thành tích lấy tổ ong. Thành tích ăn hết tất cả các thức ăn trong Minecraft, kể cả mấy cái đồ độc như là mắt nhện. Ôi anh này có cái dạ dày của Luffy mọi người ạ. À. Dạ dày cao su. Ăn mà nãy giờ nó đói lại quá trời luôn. Càng ngày trong Minecraft nó càng có nhiều món để ăn mọi người ạ. À. Ngày xưa nó chỉ có vài món thôi mà bây giờ cả đống luôn. Ủa còn cái củ khoai tây độc ảnh không có ăn mọi người. Ôi trời chóng mặt. Còn nữa quá trời luôn ha. Cái nhiệm vụ mà bắt mình phải ăn những thứ không muốn ăn. Nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ ăn tạp. Nhiệm vụ lai động vật. Ôi quá trời mật ong luôn kìa. Ô nhìn đã thật. Sinh sản con ong. Trời ạ. Trời ạ. Không sinh sản được. Cây. Rồi dụ lên được rồi. Đấy, phải cho nó ngồi xuống nha, không thôi đi theo á. Con mèo con cũng vậy luôn. Rồi tiếp tục là qua con cáo với con ngựa. À, trong phiên bản này thì ngựa mình có thể dụ nó đi được nha mọi người, khá là hay á. Đó, nó đi theo các bạn thấy không? Con lừa chắc là cũng được ấy. Chó sói thì cho thịt. Còn chó thuần phục á thì mình cho nó bằng cho nó sinh sản bằng xương. Mèo rừng thì hơi khó một xíu. Mèo rừng thì cho cá bình thường thôi nhưng mà nó chạy khá là nhanh á, muốn cho nó sinh sản cũng khá là khó mọi người. Còn thỏ thì dễ lắm. Các bạn dùng hoa cũng được. Thỏ nó cũng có ăn hoa mà. Cấu trúc thì là tre. Rồi rùa là cỏ biển. Ừ, nó ăn xong mình đánh nó chết nó rơi cỏ biển lại. Lời. Suker. À không phải suker mà là striker. Nhầm xíu. Con dê rồi à, con mèo. À nhiệm vụ thuần phục tất cả các loài mèo. Ui cái nhiệm vụ này nó hơi bị khó luôn á. Cái nhiệm vụ này thì nó bắt buộc mình phải thuần hóa tất cả các loài mèo luôn, mèo nào cũng phải thuần hóa. Với lại lúc mình thấy nó thì mình không có đem cá trên người, vãi vẻ. Con này nãy cho sinh sản rồi anh ơi. Rồi vãi à, vậy cũng cho ăn luôn. Rồi chúng ta đến với thành tích trong đời end thôi. Yeah easy. Mắt gián điệp và đây là The End. Lại kết thúc ư? Thành tích ngắm rồng Ender.
có phải là máy bay. Đây, một trong những cái thành tích mình rất là thích luôn mọi người. Mình không biết tại sao mình thích cái thành tích này vãi luôn. Rồi, tiêu diệt Raider này. Mày win. Easy. Rồi, chúng ta lên xe mỏ, chúng ta ngắm nhìn cái đời end thôi. Ui, thật sự anh này xây cái đời end đẹp vãi nồi luôn. Các bạn nào thích cái đời end giống như mình không? Ua, anh này xây đời end đẹp vãi. Rồi, triệu hồi lại rồng. Một trong những cái thành tích người chơi không bao giờ muốn. Tự nhiên các bạn bỏ công sức, các bạn tiêu diệt một con rồng Ender rất là cực đúng không? Tự nhiên hồi sinh lại và tiếp tục tiêu diệt thì nó không muốn chút nào đúng không? Nhưng mà phải làm các bạn à, vì thành tích và vì kinh nghiệm mà lần thứ hai giết kinh nghiệm ít xịt à. Bấm. Rồi xong. Lên xe mỏ và đi luôn. Con rồng chết veo nha mọi người, không phải còn sống đâu. Anh này dùng lệnh giết chết rồi. Như vậy. Tại sao lên xe mỏ? Ui. Xe mỏ dịch chuyển các bạn à, xịn vãi. Rồi lấy cánh cứng. À phải xây 5 vòng nữa các bạn à, để làm lời nguyền. Rồi cho Suka bắn bay lên trời cao. Rồi ăn quả Suka à, ăn quả cho rớt rơi xuống. Nhờ anh này mà mình biết cái thành tích này nó làm dễ dàng vậy á mọi người. Đúng không? Ngày xưa mình chơi mình có biết đâu. Tự nhiên xem video của này xong mình mới biết dùng quả cho rớt để hoàn thành thành tích này dễ vãi. Mà cái thuyền rồng cũng khá là hiếm á mọi người. Hình như chỉ có bao nhiêu phần trăm là tìm được hay sao. Hình như là 50% hay là 55% gì đó. Cũng khá là khó. Không phải là tới cái NCT như vậy là các bạn gặp thuyền rồng đâu. Rồi các bạn phải đi qua chỗ khác để tìm. Cực không? Ok, xong rồi. Thế là anh này hoàn thành thành tích rồi. Để anh này bật cái chỗ thành tích lên xem này. Còn thành tích gì nữa ta? Anh này vẫn cho con Suka bắn nãy giờ mọi người. Ủa? Ủa? Cái gì vậy ta? À hồi nãy hình như làm thành tích thức ăn mọi người à, còn bây giờ mới là thành tích bay lên cao nè. Ủa sao kỳ vậy? Không hiểu mọi người à. Rồi chết veo luôn. Đúng không? Hồi nãy là làm thành tích thức ăn. Mình cứ tưởng là làm xong cái thành tích rơi xuống. Ôi xong hết rồi mọi người. 20 mấy phút nha. Anh này làm cực kỳ nhanh luôn. Và đây là... Ôi còn cái thành tích cánh nóc hả? Ôi không phải cánh nóc mà là thành tích gì đó. Chưa làm xong. À ha, bắt bài rồi nha. Anh này vẫn chưa làm xong một cái thành tích. Rồi thì khá là hay mọi người ạ. Một trong những YouTuber làm cái video thành tích rất là hay luôn. Và bạn nào muốn xem nhiều video về thành tích nữa thì mình để link tác giả dưới phần mô tả, các bạn có thể kích vào xem nha. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.